Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết hôm Chủ nhật rằng Hạ viện sẽ thông qua gói viện trợ quân sự để giúp Israel trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo Palestine Hamas. Schumer cho biết trong chuyến đi tới Israel, chúng tôi sẽ nỗ lực chuyển khoản viện trợ này thông qua Thượng viện càng sớm càng tốt, và các nhà lãnh đạo Israel đã nói rõ với chúng tôi rằng họ cần viện trợ nhanh chóng. Ông cho biết trong số các yêu cầu của Israel có bổ sung các thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, hệ thống đang hoạt động không ngừng, bắn hạ tên lửa của Hamas từ Gaza và đạn dược chính xác. Còn Hạ viện thì sao? Chúng tôi không chờ đợi Hạ viện. Chúng tôi tin rằng nếu Thượng viện hành động theo cách lưỡng đảng mạnh mẽ, điều đó thực sự có thể cải thiện cơ hội cho Hạ viện, ngay cả với tình trạng rối loạn chức năng hiện tại sẽ hành động, Schumer nói. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel hỗ trợ viện trợ nhân đạo nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu thương vong cho dân thường ở Gaza. Không giống như Hamas, các nền dân chủ văn minh như Mỹ và giống như Israel, phải giữ mình ở tiêu chuẩn cao hơn. Chúng tôi đã lặp lại điều đó với Thủ tướng Israel và với mọi quan chức Israel mà chúng tôi gặp. Chỉ trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas, Mỹ đã điều động tàu chiến và máy bay tới khu vực để sẵn sàng cung cấp cho Israel bất cứ thứ gì họ cần để đáp trả. Nhóm tấn công tàu sân bay thứ hai của Mỹ đã khởi hành từ Norfolk, Virginia ngày 13 tháng 10, trong khi nhóm tàu sân bay đầu tiên USS Sarah Air Force đã tới Đông Địa Trung Hải. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nêu rõ, quyết định triển khai nhóm tàu sân bay thứ hai tới khu vực thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Israel cũng như quyết tâm ngăn xung đột lan rộng. Rất nhiều máy bay đang hướng tới các căn cứ quân sự của Mỹ quanh Trung Đông. Các lực lượng hoạt động đặc biệt hiện đang hỗ trợ quân đội Israel trong việc lập kế hoạch và tình báo. Lô hàng đạn dược bổ sung đầu tiên đã đến nơi. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã đến Israel gặp các nhà lãnh đạo Do Thái để thảo luận về những thứ khác mà Mỹ có thể cung cấp. Thêm nhiều hỗ trợ khác sẽ tới sớm. Hiện tại, việc tăng cường quân sự phản ánh mối lo ngại của Mỹ rằng chiến sự đẫm máu giữa Hamas và Israel có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực nguy hiểm hơn. Vì vậy, nhiệm vụ chính của các tàu và máy bay chiến đấu Mỹ là thiết lập sự hiện diện lực lượng nhằm ngăn chặn Hezbollah, Iran hoặc những nước khác lợi dụng tình hình. Nhưng lực lượng mà Mỹ gửi đến có khả năng làm được nhiều hơn thế. Vũ khí và lực lượng đặc biệt, Mỹ đang cung cấp một số nhân sự và đạn dược rất cần thiết cho Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo rằng một đơn vị hoạt động đặc biệt hiện đang hỗ trợ Israel về thông tin tình báo và lập kế hoạch, đồng thời cung cấp những lời khuyên và tư vấn cho lực lượng phòng vệ Israel, IDF, về nỗ lực giải cứu con tin. Tuy nhiên, lực lượng đó không được giao nhiệm vụ giải cứu con tin khi một hoạt động như vậy đòi hỏi họ phải chiến đấu trên thực địa trong cuộc xung đột. Đó là điều mà chính quyền Tổng thống Biden chưa chấp thuận và người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đã nói rằng người Israel cũng không muốn. Mỹ cũng đang yêu cầu các công ty quốc phòng nước này đẩy nhanh các đơn đặt hàng vũ khí của Israel. Đứng đầu trong số đó là đạn dược dành cho hệ thống phòng không vòm sắt. Tổng thống Joe Biden cho biết hôm 10 tháng 10, chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ quân sự bổ sung, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn để bổ sung cho vòm sắt. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Israel không cạn kiệt những tài sản quan trọng này để bảo vệ các thành phố và công dân của mình. Các tên lửa của hệ thống vòm sắt có nhiệm vụ hóa giải các tên lửa đối phương đang trên đường tiếp cận các thành phố Israel. Theo nhà sản xuất vũ khí Raytheon, Israel có 10 hệ thống như vậy. Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng, bắt đầu từ cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, Hamas đã bắn hơn 5.000 quả tên lửa vào Israel. Hầu hết trong số đó đã bị hệ thống vòm sắt đánh chặn. Raytheon là công ty sản xuất hầu hết các thành phần tên lửa cho vòm sắt ở Mỹ và quân đội Mỹ, có hai hệ thống này trong kho dự trữ của mình. Các loại đạn cho vòm sắt mà Mỹ cung cấp cho Israel có thể sẽ vượt xa những gì Tel Aviv đã đặt hàng và sẽ là một phần của các gói hỗ trợ quân sự đang diễn ra. Những gói hàng đó cũng sẽ bao gồm bom có đường kính nhỏ và bộ dây DAM về cơ bản là vây đuôi và bộ điều hướng giúp biến một quả bom ngu ngốc thành bom thông minh và cho phép quân đội dẫn đường đạn đến mục tiêu thay vì chỉ thả nó xuống. Tàu và máy bay hải quân. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất về phản ứng của Mỹ là thông báo chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Hamas rằng Lầu Năm Góc sẽ chuyển hướng nhóm tác chiến tàu sân bay Zara Air Force về phía Israel. Tàu sân bay này vừa hoàn thành cuộc tập trận với hải quân Italy thì được lệnh nhanh chóng di chuyển đến Đông Địa Trung Hải cùng thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người. Một tuần sau các cuộc tấn công, khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn trên bộ vào thành phố Gaza, Bộ trưởng Austin thông báo hàng không mẫu hạm thứ hai sẽ tiến về phía Israel khi ông ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower khởi hành tới Đông Địa Trung Hải. Trong một tuyên bố thông báo về động thái này, ông Austin cho biết ông cũng triển khai tàu Eisenhower như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng cuộc chiến này sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Nhóm tàu sân bay Eisenhower cung cấp một loạt tùy chọn. Chúng đóng vai trò là trung tâm hoạt động chỉ huy và kiểm soát chính và có thể tiến hành chiến tranh thông tin. Tàu có thể phóng và thu hồi các máy bay giám sát E-2 Hawkeye, nổi tiếng với những radar hình đĩa có đường kính tới 7 mét.
Các máy bay này đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa, tiến hành giám sát và quản lý không phận, không chỉ phát hiện máy bay địch mà còn chỉ đạo các động thái của Mỹ. Các tàu sân bay cũng đóng vai trò là căn cứ không quân nổi, cho máy bay chiến đấu F-18 có thể bay đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu. Và chúng có thể linh hoạt, cung cấp khả năng đáng kể cho hoạt động nhân đạo, bao gồm các bệnh viện trên tàu có phòng ICU, phòng cấp cứu, bác sĩ phẫu thuật. Đội trực thăng trên tàu có thể được sử dụng để vận chuyển các nạn nhân hoặc hàng tiếp tế quan trọng. Tàu Eisenhower đã được lên kế hoạch triển khai đến Địa Trung Hải theo chu kỳ luân chuyển thường xuyên và tàu Ford sắp kết thúc thời gian triển khai theo lịch trình. Nhưng chính quyền Tổng thống Biden hiện đã quyết định đưa cả hai hàng không mẫu hạm này đến sát Israel. Máy bay chiến đấu không quân. Lầu Năm Góc cũng đã yêu cầu tăng cường máy bay chiến đấu cho các phi đội A-10, F-15 và F-16 tại các căn cứ trên khắp Trung Đông. Và thêm nhiều chiếc nữa sẽ được bổ sung nếu cần thiết. Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cho biết hôm 10 tháng 10 tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương rằng ông đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị về nước tiếp tục ở nguyên vị trí, phối hợp cùng với đơn vị đến thay thế họ. Mỹ duy trì sức mạnh không quân đáng kể trong khu vực để tiến hành các hoạt động có người lái và không người lái, đáng chú ý nhất là ở Syria, nơi một chiếc F-16 của Mỹ vào tuần trước đã được lệnh bắn hạ một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc gây ra mối đe dọa cho lực lượng mặt đất của Mỹ. Bộ trưởng Kendall cũng cho biết các máy bay C-17 của Không quân Mỹ đã liên tục đến và rời Israel mang theo các chuyến hàng. Trong một tuyên bố, Không quân Mỹ nói rằng các máy bay vận tải đón quân nhân Mỹ vốn đã có mặt ở Israel để tham gia một cuộc tập trận quân sự từ khi chưa nổ ra vụ tấn công của Hamas. Cả Không quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm đều không bình luận về những nhiệm vụ bổ sung mà lực lượng Không quân Mỹ có thể đảm nhận để đối phó với cuộc xung đột ở Gaza. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.